Hello, xin chào mọi người đã quay lại kênh Sang Mai Vlog cả nhà. Thì hôm nay thì Tú được một người hàng xóm cho hay tin một cái ngôi mộ rất là kỳ lạ cả nhà. Thì cái ngôi mộ này nằm giữa đồng. Nhưng mà có một cái là ngôi mộ này nó có một cái tầng hầm ở phía dưới ngôi mộ á, có nghĩa là ở trên là hai ngôi mộ và cung thành. Còn ở dưới nó xây dựng giống như là một cái nhà, như là một cái nhà, cái đường hầm, như cái nhà chứa ở dưới cái nhà, mình thấy rất là lạ luôn á. Thì hôm nay mình nghe được tin, mới lúc nãy mình nghe được tin nè, thì mình tức tốc đi đến đây quay cho mọi người xem. Thì cái này cũng đã khuya rồi, chín mấy 10 giờ tối rồi cả nhà. Nhưng thì hôm nay đi lẹ quá thì mình quên mẹ nó gây chấm rung điện thoại, thì có lẽ là hôm nay mình sẽ cầm tạm tay để đi quay nha, cũng chờ mình cố gắng cho nó không có rung cho mọi người xem rõ nha. Và đặc biệt hôm nay thì cũng mình đã mua được cái máy ghi âm nè cả nhà, cái máy ấy nè, cái máy này là của một người chú tài trợ cho mình. Thì qua đoạn video này thì mình xin cảm ơn chú rất là nhiều nha. Đó thì hôm nay mọi người nghe, có thể nghe rất là rõ, có thể là mình để máy đây và đi lên rất là xa đằng kia thì mọi người vẫn nghe, có thể nghe tiếng mình nói chuyện nha. Ok, thì rất là cái này rất là tiện cho mình rất là cảm ơn chú. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ mời mọi người đi vào đây khám phá nha. Như thế nào mình cũng chưa biết là phía dưới cái những ngôi mộ đó là một cái tầng hầm mà mình không biết ở dưới đó là họ chứa cái gì á, hoặc là để cái gì không biết. Nhưng mà mình nghe nói là hàng xóm nó lại là cái mộ này cũng khá là xưa rồi, rất là lâu rồi đó. Mình không biết là cái người chủ, người gia đình của những cái mộ này họ xây cái tầng hầm đó với mục đích gì và cũng như là để làm cái gì đó, mình khá là khó hiểu. Và không biết là mọi người có tò mò thắc mắc giống như mình hay không. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ đi đến đó và khám phá cho mọi người xem nha. Thì đến đó cũng khoảng 100 mét thôi cả nhà, mà cái đường này rất là vắng, đặc biệt rất là vắng, giữa đồng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vô nha. Nè, không người thấy không nữa nè, đây là cái khu nhà mộ nè, khu mộ mà ở phía dưới cái những cái mộ này là đã có cái hầm. Ok, đem cái đường vô nha, thì cái này mà cũng chưa vô giờ nữa. Thì nếu mà có hơi lắc hơi rung người thông cảm nha, tại hôm nay đi gấp quá rồi quên luôn cây chống rung của mình rồi. Đi qua ruộng đi vô không ta? Ở đây qua ruộng đi vô nè. Ếch nhái nhảy gì? Thì cái ngôi mộ này á, mình thấy cũng khá là lạ nên là muốn chia sẻ với mọi người, cũng như là muốn khám phá về điểm cái ngôi mộ này, coi như cái tầng hầm. Đây nè, cũng gần thôi à, chứ không có xa mấy đâu, chắc khoảng 50 mét, hơn 50 mét chút. Mình thấy không, cái mộ là ở trên nha, còn khúc dưới đây đen đen với là cái tầng hầm đó. Chùi đó không biết cái vấn đề gì không nữa. Đâu rồi, nè 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 nè, nó có cửa vô luôn cả nhà.
dưới cái nhà mồ, ngôi mộ mà có tầng hầm này biết có ma chúng ngủ như vậy không trời? Mình sợ ma nó ở dưới này á, đặc biệt xung quanh đây chỉ có một cái chòm mã là thôi à, xung quanh đây không có mộ nào hết á, chỉ có cái chòm cái mộ đặc biệt này nè. Hình như là chúng ta có hai cái mộ à, có nhìn lạ thiệt, ghê quá. Ôi. Được không nè, ở chỗ đó có cái giống như cái nhà vậy á, thật đàn nha. Nên lên trên, hoặc là phía trên quay cho người thêm trước đi. Ủa đường lên đâu? Nếu như xây như cái nhà thế nè, có cửa sổ đàng hoàng luôn á. Không đường lên đâu trời, không lẽ đường lên nằm trong cái đường này luôn. Thôi. Nhìn nóng cái nhà quá trời ta. Này giống ngôi nhà dưới ngôi mộ á. Mình kiếm đường lên trên mình khám phá cho mọi người xem nè. Ôi rồi, không lẽ cái này không có đường lên? Ngộ vậy? Hơi mọi không có lên luôn cả nhà. Này là năm 1981 hả?
mà cũng mới đây mà ta. Sao lạ chả có đường lên ta, mình leo lên. Ôi mà lâu lắm rồi. Không. Mọi là sinh năm 188, mắc năm 1941. Wow. Vậy là cái này mộ trên nhà, có nghĩa là căn nhà dưới nhà, căn nhà phía dưới ngôi mộ đó nha. Lạ không? Này. Độc thiệt, ngôi mộ độc lạ luôn. Ok, để mình tạm dừng camera, để em đặt camera nha cả nhà. Mình xuống như này nè, đặt để cái máy vào này. Quay vào trong cái cửa nhà em đây nè. Ok. Rồi ok nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đặt như thế này nha. Mình lấy luôn toàn cảnh cái căn nhà dưới chân mộ rồi cả nhà. Ngôi nhà phía dưới ngôi mộ. Đó, cái lần đầu tiên mình mới thấy luôn á. Thì bây giờ mình sẽ thắp hai cái đèn cành gió ngoài hai góc nhà và sẽ vào trong cái chỗ nhà trong đó là đốt đèn cầy và bánh cả nhà, đốt nhang bánh nha. Ok, bây giờ xin nó rất là cậy và ấy nha. Thì hôm nay thì mọi người có thoải mái, có thể nghe được rất là rõ. Tại hôm nay mình có đeo mic. Đeo mic thì sẽ rất là rõ ràng mọi người nghe. Bây giờ mình sẽ đốt ngoài hai ngoài trước cửa này, hai cây đi cho mọi người thấy sáng sáng đi. Không biết đâu người thấy rõ chưa nữa, mà em đi ra ngoài mình coi thử đi. Trời nó hơi mờ đó. Ok. Cho nghỉ cũng đủ sáng rồi, cũng khá là sáng rồi đó. Ok, chúng mình xếp bánh ngay nha, mình đi ra ngoài luôn. Hôm nay biết ngày gì không biết, đi quên lâm đổ chứ cả nè, nhang mình cũng không đem theo luôn,
Ok thì rất là cáo lỗi với mọi người. Thì giờ mình chỉ đốt đèn cày và bánh thôi chứ không có nhang. Rất là bực khi mà đi mà quên cả nha. Tại đi gấp quá gấp. Ok. Bây giờ mình sẽ để máy đây và đi ra ngoài xa xa nghe cả nhà ơi. Mình sẽ rút cái máy ghi âm ra. Đó, cho mọi người thâu tiếng ở đây nha.
Giờ mọi người không biết là có thấy gì không, chứ mình nãy giờ mình ngồi ở cách xa xa mình nghe cũng nhiều tiếng động lắm đó nha. Ok, bây giờ mình vô mình coi thử bên trong nha. Mình thấy mấy cái đồ đạc trong này hình như nãy giờ nó ngã xuống trơn rồi cả nhà. Mấy cái đồ trong này nó ngã hết trơn rồi. Ok, để mình di chuyển máy cho mọi người thấy nha.
mấy cái đồ lên thấy ngã trên này. Nãy giờ mình ngồi xa mình nghe đùng 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 nữa. Chắc mình nghĩ là ngày xưa mà khi xây cái dựng cái này á, chắc nghĩ là người chủ cái nơi này người ta xây đây là cái nhà ở hoặc là cái gì đó mà phía dưới hai hai ngôi mộ dày quá trời. Mình đang đứng dưới hai ngôi mộ cả nhà nè, mà thấy không này, từ cái miếng xi măng trắng này nè là đích cái đích đích mộ dưới chân mộ đó. Đây là dưới chân mộ nè, mình đứng đây là phía dưới là hai ngôi mộ, phía dưới phải chỗ người chết rồi đó. Bừ, trời trời, mình ốc, nói mình ốc. Tại đây mình đi mình cũng không quan sát kỹ được. Rồi ok nha, thì giờ mình đã thu dọn hết rồi. Thấy này ghê quá, không biết là thế nào nữa. Thì đặt camera thì nghe tiếng động từ xa rất là nhiều, nhưng biết là có bóng ma nào không, không biết có quay được cái gì hay không nữa cả nhà. Này cái cổng nè. Thì ok, thì có lẽ mình chắc là kết thúc clip tại đây nha. Thì có lẽ mình sẽ về xem như thế nào, thì mọi người nhớ có thấy được điều gì á, cái nhà nhớ comment cho mình thấy biết nha cả nhà ơi. Và đặc biệt đừng quên đăng ký kênh mình nha, để mình khám phá những nơi khác cho mọi người xem nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của mình. Hẹn mọi người vào một clip tiếp theo. Bye cả nhà nha.